Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Mà đến đồng phòng thì không làm được gì, không uống bia, uống rượu thì say. Tại con uống được một lon, hai lon là con say rồi. Về là nằm luôn, là đến đồng phòng là... Bữa đó con có xỉn không? Dạ không, tại con uống được nhiều lắm. Chơi đi chơi là con khỏe lắm. Dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly, nói mày uống bao nhiêu chứ bởi tao uống 100 đó. Đứa nào mời là qua là đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son, phiên bản Love hạnh phúc là lựa chọn. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện yêu thương của cặp vợ chồng số 2. Hello, xin chào hai bạn. Trước tiên là xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Trần Khắc Phát. Dạ, con năm nay 34 tuổi. Dạ. Con đang ở Đồng Nai. Dạ. Công việc con kinh doanh online thôi. Con nuôi chồng Đông Trùng Hạ Thảo xong rồi con bán online. Con cưới nhau được 8 năm rồi. 8 năm. Rồi, mời con. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Chắc là cô này ở nhà mỗi lần mà ổng online thì cổ make up cho ông này, đúng không? Dạ, chú có thật nói là đúng, rất đúng luôn. Tại vì con khoái make up nữa kìa. Ở nhà make up cho ổng là chính. Vậy hả? Con hay dạ gá xong rồi đóng mấy cái TikTok mà để quay quảng cáo sản phẩm hay gì đó. Thôi vậy hả? Con là thích cái kiểu đó. Ra đường là hầu như là mọi người sẽ bị lạc. Và giống như vợ con sẽ có tính cách là người nam hơn, con lại tính cách nữ hơn. Nữ thôi chứ không phải đàn bà. Rồi sao gặp nhau hay vậy? Qua một người bạn giới thiệu. Bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi. Nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau giới thiệu. Nhưng mà thời gian đó thì con chưa muốn làm quen. Rồi sau là bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình mới thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử. Bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Ăn uống. Rồi lúc đó con làm make up chưa? Dạ, lúc đó con chưa, con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Lần mà... đầu tiên con gặp anh này, con thấy anh đẹp trai không? Dạ không, gặp kiểu mà ổng nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có mái mái hả? Dạ không, không có mái mái, nhìn không, kiểu không ăn men lắm. Nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Con thì sao khi mà gặp cổ ngoài đời? Con nhìn trên hình Facebook á thì con thấy cái nét mặt với cái ngoại hình là con thích rồi. Thứ nhất là cao tầm 1m60 mấy, 1m67, là với khuôn mặt như vậy là con đã thích thú rồi. Đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa, đẹp hơn luôn, cởi mở hơn, ý là cởi mở đó. Trên Facebook thì vị vợ con ấy mặc đồ kín đáo lắm, không có họ hang gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì ý là cái phần sexy là cái con thích hơn nữa. Quen tầm 3 ngày thôi. Cái ngày đầu tiên là gặp nhau quán cà phê, xong rồi con dẫn đi karaoke. Thể hiện tài năng. Tại ổng thích hát cho nên là ổng muốn thể hiện tài năng đi cô gái. Rồi khi mà ổng vô ổng hát karaoke thì hay không con? Dạ hay. Thì tới ngày mùng 2 tháng 9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Ngày đầu tiên gặp á, ngày hôm sau á là bắt đầu con hỏi là bây giờ ăn cơm chưa? Em đang nấu cơm. Ồ vậy hả, vậy cho anh miếng cơm được không? Ý là mình thử xem cái tài năng nấu cơm nó cỡ nào. Rồi sao nữa nè? Thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan ngoan. Con cũng muốn cành bên là ba món ăn với một phần cơm. Thì con bắt đầu con chia cho anh em trong tiệm ăn luôn. Đánh giá ngon quá phải không? Thì con nói là vậy là đúng cái người mà tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa và nấu cơm giỏi là. Con mà sao con nhẹ dạ vậy? Cơm nấu có nhiêu đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm, coi như con ghét hết con đưa luôn. Bữa đó con ăn cái gì? Dạ con cũng có ăn mà, nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm. Ăn ngon quá thì bắt đầu là mùng 2 tháng 9 là mình về nhà quê vợ để xem ba má vợ với anh em làm sao. Hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn. Một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm. Thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con có hình xăm thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám gọi ra. Và ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có cái gì trong người hay gì đó nguy hiểm rồi. Ông già mình thế quá. Nhưng mà mẹ Thúy lại thích. Tại ba con khó tính lắm. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành. Còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Chứ ông cũng phải tạo nét. Qua cái ngày mà 2 tháng 9 đó về là con đã ưng rồi, là con quyết định cưới rồi.
Dạ 49 là tới luôn, nhưng mà lúc đầu con gọi cho mẹ con, mẹ con ở bên nước ngoài, thì mẹ con mua nhẫn cưới liền luôn, tôn giáo ở bên đạo Chúa lên phải đi học đạo xong rồi. 6 tháng sau là mẹ con là con theo đạo rồi. Dạ, con theo đạo cũng 6 tháng sau là cưới luôn. Thôi ngứa mồm ngứa miệng quá. 4 tháng 9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? 4 ngày 3 gì luôn. Dạ. Thế bởi vì mới hỏi 49 đó. Đó. Tại vì con hiền lắm, bà con kiểu như là nhẹ nhàng lắm. Con như là con làm hết trò luôn rồi. Rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. 6 tháng sau là mình con học đạo xong. Hai đứa nhanh vậy. Vậy thì có đi dục quá giới hạn không? Đối với con cái chuyện đó thật sự cũng không có gì là quan trọng hết. Ừ. Con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Ồ, hay quá. Như vậy là để cho cái đêm động phòng, đúng không? Đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm động phòng thì không làm được gì. Con uống bia, uống rượu, thì say. Tại con uống được một lon, hai lon là con say rồi. Về là nằm luôn, là đêm động phòng là... Bữa đó con có xỉn không? Dạ không. Tại con uống được nhiều lắm. Tự nhiên có ghen sẵn. Là đi chơi á, đi chơi là con khỏe lắm. Ví dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly, nói mày uống bao nhiêu chứ vợ tao uống 100 đó. Đứa nào mời là qua đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Bố mẹ chồng về Mỹ lại thì vợ chồng con mới có là đêm tân hôn chính thức. Như vậy là bố mẹ chồng là 3-4 ngày sau là bố mẹ chồng về hả? Dạ. Khoảng một tuần. Một tuần sau. Rồi nó trời thương tụi nó ghê. Đâu con kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con? Đứa đầu thì có mẹ con hỗ trợ. Mà đứa hai thì trúng cái đợt dịch á. Lúc đó đẻ con trai trước, đứa con gái sau. Trai con được 2 tuổi rồi. Thằng đó nó theo con suốt à. Con vừa vệ sinh cho vợ đẻ mổ. Rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa. Rồi thằng con trai luôn. Thằng con trai luôn. Là đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi lo nó ăn từng ly từng tí. Là ở trong bệnh viện hả con? Dạ trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó. Nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Này vừa lo cho vợ vừa lo cho con. Hai đứa con luôn. Dạ. Mà con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, ngày đầu là con nằm im một chỗ mà. Không mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng con. Vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không vậy có được con sống vô luôn. Vậy một phòng vậy được một người. Chú nhớ lúc đó là có một số cái clip và con, mọi người rất ủng hộ. Dạ, rất là nhưng mà những clip đó là ai luôn, ai quay cho con? Là y tá, ý là tao bất ngờ quá. Con cũng lâu lâu cũng quay lại lo con cái sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết. Tại vì khi mà vợ mình sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Mang nặng để đau vì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu mình phải vệ sinh cho vợ, lo cho vợ, rồi lo cho con cái của mình. Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con. Còn vợ là đã đẻ nặng đau và khổ sợ rồi. Cũng như là yếu hơn mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đụng sau khi tội vậy. Có ông nào dè biểu chồng con không? Dạ có nhiều cái comment mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó, cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta. Tại sao? Tại nói thằng đó đàn bà quá. Sao đi làm bằng chuyện vệ sinh cái chuyện đó tốt làm gì đâu. Tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc. Chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Người vợ đi với mình cả cuộc đời thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa là đàn ông thì phải kệ nó đi. Chuyện đó chuyện của vợ thế này thế nọ thế kia. Ta mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi. Bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi. Sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình. Chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi. Thương vợ như bản thân mình vậy đó. Sau khi sanh á, thì người phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể. Cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á, là chuyện của mình. Sau khi sanh á, là con lại giặt giũ. Với buổi sáng là con đi chợ con đi học. 10 giờ đêm, sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ, là con bắt đầu rửa chén. Là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tương đắp. Hay quá, bởi vì bây giờ hỏi nữa chị ơi. Nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Không hỏi quá. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không thôi. Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm. Bừa bộn á, đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy? Đồ ổng không có bỏ một chỗ. Ví dụ lấy chỗ này ổng lại vứt chỗ khác. Quần áo thì cứ máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó. Rồi tiếp cái gì nữa? Có hay cọc. Hay cọc là vì lý do là nhiều khi là mình đi đám cưới, con là người luôn luôn là xuất hiện đầu tiên, ý là người giống như là nhiệt tình mà nhiệt huyết lắm, ý là mà vợ con thì
thì lại bị chọc. Ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hai vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói, ngồi ở đây cũng nói, coi phim cũng nói, làm gì cũng nói, ổng cứ kể chuyện liên miên. Hai vợ chồng đi ăn sáng với nhau mà nói suốt với nhau chỗ ăn sáng á, người ta nói ủa hai đứa này mới yêu nhau hả, mới quen nhau sao mà thằng này nó nói với con này nhiều vậy. Nhưng mà con có trả lời lại không? Dạ có, lâu lâu trả lời thôi chứ trả lời hoài mệt lắm. Tới con đó, tới con nè, rất là chậm. Vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm, 9-10 điểm. Ồ. Nhớ ăn, nấu ăn hoặc trang trí hay gì mà 9-10 điểm. Cầu toàn. Không thể nào được, dạ cầu toàn. Ừ. Tại tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá. Khi mà đôi khi đi công việc hay là hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi, mà cùng tới nơi là 7 rưỡi, đô vô đầu giống như là mình là cái gì đó để người ta nhìn chú ý là khi giống như vừa đét mà giống như đi sao đi tới vậy đúng không? Hôm đó dì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà, thì hôm đó khuya rồi, dì con báo về bất ngờ thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn, sót vợ nữa. Bây giờ em làm như vậy rồi dì về rồi thì nhìn thấy mặt mũi bơ phờ, thấy mặt nó hoang tàn thấy ghê đấy bà, đi gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa thôi, không có bực quá con vô dọn, là con cỡ nào cỡ con vô dọn nó làm hồi cuốn dọn lại. Rồi con biết cái đó nó vô là bản tính bản năng luôn rồi, dạ. Nó là trong máu rồi con ơi, cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy, dạ. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh, dạ. Không hiểu. Mình chú thấy con là người rất là linh hoạt, dạ. À, nói nhiều nhanh nhẹn sống sáo, vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ con không? Dạ con làm bất ngờ suốt, vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con trong cuộc đời con á, bất kỳ một cái lễ gì ngày gì đó mà nó quan trọng một xíu thôi là con làm cho nó tưng bừng liền, nghĩa là làm cho ăn uống hay là làm tặng quà kia. Thí dụ sinh nhật thì sao, kỷ niệm ngày cưới con làm những điều gì? Dạ, ý là con làm bó hoa người ta gửi tới, bó hoa là bự vừa tặng cái mặt đơ. Không, đâu có đơ, cảm ơn luôn, không cảm ơn luôn, chụp hình xong đem đi cất luôn. Sao đâu cái mặt con sao đâu, ví dụ đó thì cười cái người chụp hình xong rồi đem đi cất. Vậy cái này thay đổi được nè, chứ để chồng nó tụt mút hoài. Tại vì con là người ít nói á, chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng á. Thôi bây giờ con không nói cũng được nhưng con phải hành động. Con nhảy lên, con đu cổ nó cũng không nhớ một cái ví dụ vậy. Hôm đó con mua cái xe tặng vợ con bất ngờ. Thì mua xe về, thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn. Con phải biết, gọi là đôi khi con phải biết giả dối cái cảm xúc của mình một chút. Con hiểu không? Là bộ vui cho ổng tặng nữa. Đúng rồi. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh.